17. Hành đúng lời Đức Phật dạy chắc chắn được giải thoát. Đoạn văn phàm phu này, cụ muốn vào bể tánh thanh tịnh Phật tánh, phải đọc thật chậm rãi, suy xét từng câu, từng chữ, từng lời, từng ý và từng nét. Nếu không được như vậy thì không vào được. Vì sao vậy? Vì đây là chỗ tối cao, vô thượng, thậm thâm của nhà Phật mà từ trước đến nay chưa ai giải và chỉ. Nếu cụ thật sự muốn vào bể tánh thanh tịnh Phật tánh mà nghe hết đoạn giải này không nhận ra được Phật tánh của chính mình thì chúng tôi xin chịu, mong cụ cố gắng. Trước tiên, cụ phải hiểu ba căn bản như sau. 1. Phật tánh là sao? 2. Tánh người là gì? 3. Trong tánh người có những gì? Trên đây là ba căn bản nếu cụ muốn vào được bể tánh thanh tịnh Phật tánh. Chúng tôi xin nêu ra từng phần một, cụ hãy cố gắng nghe cho thật rõ, rồi sau đó chúng tôi mới dẫn cụ đi vào, còn có kết quả đến đâu là tùy theo duyên phúc của cụ vậy. 1. Phật tánh, Đức Phật dạy trong Huyền Ký như sau. Phật là trùm khắp mọi nơi, tánh theo Phật khắp nơi mà hành. Trong tánh Phật chỉ rõ rành, thấy mà thanh tịnh không sanh điều gì, nghe được thanh tịnh một khi, khi biết chỉ biết vậy thì mà thôi. Pháp đi khắp chốn khắp nơi, bốn thứ trong ý là nơi Niết Bàn. Niết Bàn có điện từ quang, chuyên chở các thứ muôn ngàn xa xăm. Sáu thứ nêu trên, Đức Phật dạy trong bể tánh thanh tịnh Phật tánh là như vậy. 2. Tánh người gồm có thọ, tưởng, hành, thức, tài, sắc, danh, thực, thùy, tham, sân, si, mạng, nghi, ác, kiến. 16 thứ này, nó bao phủ bởi 84.000 những thứ ảo giác nữa mới gọi là tánh người. 3. Trong tánh người phải làm việc như sau. Vỏ bọc của một con người là tứ đại. Trong tứ đại có 6 căn là mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý thức, mạc na thức và tàn thức. Nhiệm vụ của mỗi thứ như sau. 1. Về mắt để quan sát, tức thị giác, thấy. 2. Về tai để nghe, tức thính giác, nghe. 3. Về mũi để ngửi mùi, tức khứu giác, ngửi. 4. Về miệng để biết mùi vị, tức vị giác. 5. Về thân để biết nóng lạnh, cứng mềm, trơn nhám, tức xúc giác. 6. Về ý thức để biết và phân biệt, tức ý thức. 7. Về mạc na thức, việc làm của mạc na thức là khi ý thức biết và phân biệt, mạc na thức có bổn phận là đưa vào tàng thức cất giữ. Khi ý thức cần, mạc na thức đem ra, nên được mang tên là truyền tống thức. 8. Về tàng thức, có nhiệm vụ là chứa tất cả những gì mà mạc na thức đem vào như phải, quấy, hơn, thua, buồn, thương, giận, ghét, tốt, xấu, học nhiều, học ít, vân vân. Cũng như ở trong tàng thức này, nó chứa luôn thần thông, phép màu, thần, thánh, ma quỷ, ông này, bà nọ, vân vân, và cả Phật tánh nữa. Cụ muốn vào được bể tánh thanh tịnh Phật tánh, cụ phải biết tạo ra công đức thật nhiều thì mới vào được. Còn cụ cứ tạo ra phước đức dù có bao nhiêu cũng không vào được. Vì sao vậy? Vì công đức là thứ hình thành ra pháp thân thanh tịnh. Pháp thân thanh tịnh lớn hay nhỏ là do công đức của cụ tạo ra nhiều hay ít. Còn phước đức là thứ tạo ra vật chất, dù vật chất có nhiều đến đâu cũng là thứ sinh diệt theo quy luật vật lý. Chính chỗ công đức và phước đức này, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni có dạy hai phần như sau. 1. Các ông muốn vào bể tánh thanh tịnh Phật tánh mà các ông không có công đức thì không thể nào vào được. 2. Các ông cứ mãi lo tạo ra phước đức, dù phước đức của các ông có nhiều như trái đất này, sau cùng rồi cũng bỏ hết. Vì sao vậy? Vì phước đức của các ông tạo ra, nó phải theo chiều,
thành trụ hoại diệt nên không bền lâu. Cụ Phan Quốc Đán lại hỏi: sao các nơi không ai dạy tu để thành Phật mà ở đây trưởng ban lại dạy pháp môn này? Trưởng ban nói: nghe nói tu để thành Phật, ai ai cũng sợ, con người phàm phu làm sao thành Phật được? Tại vì từ trước đến nay không ai giải thích thật rõ Phật là gì, nên khi nghe nói đến thành Phật, họ tưởng tượng ra đủ thứ trên đời, còn bị những người không hiểu, họ lại thần thánh hóa Phật nữa. Bởi vậy, họ không chịu nghe lời dạy của những bậc tu đúng. Nếu cụ hiểu Phật như trình bày ở trên, thì đâu có gì phải sợ. Nhờ hiểu chính xác rồi, cũng muốn vào bể tánh thanh tịnh Phật tánh, phải đủ điều kiện và đi theo lộ trình như sau. 1. Về thân, phải mạnh khỏe, ở trạng thái quân bình âm dương là tốt nhất, bắt buộc phải tuân thủ ở điểm này. 2. Về tâm vật lý, phải nhìn đời bằng đôi mắt khoa học, không sợ thần linh, không mê thần quyền, không đề cao ai, kể cả đề cao mình, không tin những gì mà mình không kiểm chứng bằng khoa học được, không làm theo những gì mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni trước kia đã làm. Đức Phật đã dạy rất rõ: chớ dẫm Như Lai vết đã qua. Đức Phật dạy: trước kia Như Lai chưa nhận ra Phật tánh của chính Ngài, nên Ngài mới tìm tòi học hỏi. Khi Ngài đã biết công thức trở về bể tánh thanh tịnh Phật tánh rồi, ai muốn trở về nguồn cội của chính mình thì hãy thực hành đúng như lời của Ngài dạy là về được. 3. Về hình thức, không bày biện lung tung.